Chào mừng anh chị đến với kênh Tượng Gỗ Đẹp Phúc Tấn, một kênh chuyên về giới thiệu tác phẩm đồ gỗ mỹ nghệ. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến anh chị một bộ tam đa phúc lộc thọ được chế tác trên chất liệu gỗ trắc dây anh chị nhé. Vâng, một cái loại gỗ trắc dây mà là một cái dòng gỗ rất là nhiều vân và rất là đẳng cấp và giá trị trên thị trường hiện nay đấy ạ. Và cái hàng gỗ trắc thì đang là rất là hiếm có rồi, đặc biệt là cái dòng gỗ trắc dây với những cái đường vân tuyệt vời luôn ạ. Và tác phẩm bộ tam đa này của bên em với chiều cao là 50, chiều ngang là 14 và chiều sâu là 13 phân ạ, với giá là 4.200.000 đồng, em bao ship đến các bác về tận nhà nha các bác nhé. Và sau đây thì em sẽ quay gần cho các bác ngắm chi tiết của tác phẩm ạ, những cái đường vân, những cái nét đục và những cái phần thần thái của tác phẩm nha các bác nhé, cực kỳ đẹp luôn, quá là tuyệt vời đấy ạ. Đây, đầu tiên em sẽ quay cụ Phúc này. Cụ Phúc thì với cái gương mặt cười rất là phúc hậu hiền từ, trên tay cầm đang bế một em bé trẻ con đấy ạ, mang lại đến những cái phúc lộc, sự phúc lộc mang đến rất là nhiều những cái bình an yên vui và nhiều phúc nhiều lộc nha các bác nhé, đông con nhiều cháu đấy ạ. Và đặc biệt là các bác nhìn ngắm những cái đường vân ở trên tác phẩm này hoàn toàn là tự nhiên hết ạ. Đấy, những cái đường vân rất là kinh khủng luôn, rất là đẹp luôn ạ, nổi lên rất là rõ ràng các bác nhé. Và những cái đường nét chi tiết của bên em đục thì cực kỳ sắc nét rồi, bên em có khắc chữ phúc ở trên này, là cái chữ chạm nổi lên ạ. Đấy, để tạo điểm nhấn thêm tác phẩm nhá, tạo thêm cái nét riêng biệt cho từng cụ ạ. Và những cái đường hoa văn họa tiết, những cái tà áo gấm áo này của bên em thì quá là tuyệt vời rồi. Đấy, đấy, tiếp theo là cụ Lộc này. Đấy, các bác nhìn cái diện mặt của cụ Lộc rất là cười rất là tươi, rất là có hồn đấy ạ. Những cái đường râu này bên em được làm rất là mềm mại các bác nhé, rất là kỹ này, cái diện mặt rất là thần thái luôn. Tay cụ thì lúc nào cũng cầm một cái gậy như ý và những cái đồng tiền vàng tượng trưng cho chữ Lộc, là mang lại đến những cái của cải lộc, tiền tài lộc cho gia chủ đấy ạ. Và những cái đường vân ở trên cái tác phẩm của cụ, trên những cái tà áo của cụ đây ạ, nổi lên rất là rõ, rất là đẹp luôn đấy ạ, những cái đường vân đẹp nha các bác nhé. Đấy, cụ Lộc đấy. Và tiếp theo là cụ Thọ đây các bác này. Đấy, các bác nhìn thấy cụ Thọ lúc nào chán, trên chán này cũng hồ cao lên tượng trưng như là một quả đào đấy. Và cái diện mặt của cụ này các bác nhìn này, vân rất là đẹp luôn, nổi lên ở trên cái hai gò má của cụ này. Đấy, những cái râu, chòm râu dài. Đấy, tay thì cụ cầm lúc nào cũng cầm quả đào này, mang lại đến cái sự sức khỏe trường thọ cho gia chủ đấy ạ. Đấy, những cái đường họa tiết hoa văn ở trên người cụ đây ạ, bên em được chặt nổi hoàn toàn các bác nhé, chặt nổi hoàn toàn luôn ạ, và rất là kỹ sắc nét. Bên em này có khắc chữ Thọ trên này, chạm nổi lên xung quanh là những cái đồng tiền xu cổ các bác. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, một bộ tam đa cao 50 các bác nhé, cao 50 nhìn rất là sắc nét. Em sẽ quay mặt sau cho các bác ngắm ạ. Đấy, mặt sau cũng đẹp luôn các bác nhé, mặt trước mặt sau bên em cũng đục rất là rõ và rất là chi tiết luôn ạ. Đây ạ, các bác nhìn mặt sau của bên em này, mặt sau từng cái tà áo của cụ này, từng cái hoa văn họa tiết ở trên cái phần áo của cụ này bên em cũng được làm nổi lên rất là rõ luôn ạ. Dù là mặt sau nhưng bên em cũng chăm chút rất là kỹ càng. Đấy, cả cái búi tóc của cụ bên em cũng được làm rất là cẩn thận các bác nhé, những cái mũ này, áo quan này. Đấy, những áo quan vân thì quá là tuyệt vời rồi. Vâng, với cái dòng gỗ trắc dây này là nổi tiếng là những cái là một cái dòng gỗ là những cái đường vân rất là tuyệt vời, rất là rõ nét. Bác nào mà yêu thích những tác phẩm mà có nhiều vân, những cái gỗ mà có nhiều vân thì không thể bỏ qua được cái tác phẩm gỗ trắc dây này các bác nhé. Một cái dòng gỗ mà rắn chắc, không sợ kênh vong nứt nẻ, hoặc là và với những cái đường vân thì quá là tuyệt vời luôn rồi. Và với một mức giá rất là ưu đãi luôn ạ. Bên em thì chuyên làm tam đa rồi, nên là những cái tác phẩm tam đa của bên em là giá tận gốc tận xưởng rồi các bác nhé, nên là các bác yên tâm về giá của bên em nhé. Các bác có thể tham khảo thoải mái luôn ạ. Những cái tác phẩm tam đa cao 50 gỗ trắc dây này thì giá của bên em chỉ có 4.200.000 đồng thôi ạ, bao ship đến các bác nhé. Bác nào muốn sở hữu tác phẩm thì hãy liên hệ đến bên em qua số điện thoại 0389889968 ạ. Địa chỉ của bên em tại xưởng làng nghề Mộc Đông Giao, Cẩm Giàng, Hải Dương các bác nhé. Đã, một tác phẩm tam đa phúc lộc thọ siêu phẩm luôn ạ, hàng tuyển chọn ngay từ những cái vân gỗ, và ba cụ này thì rất là đẹp, thần thái,
bác nào mà trưng bày ở trong nhà mình thì mang lại đến những rất nhiều, rất là nhiều những phúc lộc thọ, những cái mang lại sự thịnh vượng bình an cho tất cả thành viên trong gia đình nha các bác nhé. Bọn em xin chào các bác và hẹn các bác vào một video tiếp theo ạ.